Nhà cô mới nhà chú lại sát nhà nhau. Mà nhà cô có một vườn trầu. Ồ. Nhà chú có 5 cây cau. Sát nhà nhau y như vậy. Cổ thì chưa 18 tròn. Chú thì ngại. Rồi đám cưới xong rồi cái đêm tân hôn mình còn ngại gì không? Cô chỉ mong tới sáng thôi khỏi cần ngủ. Đánh giặc không ngại mà nằm với vợ ngại quá hả? Nên giường quấn chăn như kiểu quấn gỏi á. Rồi mỗi lần nhớ chồng làm gì cô? Nhớ chồng thì thức thôi, thức thì xong lại ngủ. Không phải bộ đội mới ở trong rừng ra nó yếu. Không phải bộ đội mới ở trong rừng ra nó yếu. Không giận nhau được 5 phút. Ôi dồi, thật đấy ạ. Chú này chú rất là hiểu biết. Dù cô có sai thì chú cũng nhận về phần chú. Chú không giận cô. Sống 50 năm như cô mấy chú chưa giận nhau một ngày, một giờ nào hết. Trời ơi. Xin Vân và anh Quỳ Linh rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Hôn Nhân Tuyệt Vời được phát sóng vào lúc 21 giờ 10 phút thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7. Lâu lắm rồi chúng tôi mới cầm lại những cái nguyên liệu mà nó gắn liền với biết bao nhiêu cuộc hôn nhân. Dạ. Nhà em có một vườn cau, nhà anh có một vườn trầu. Ngày ngày nhìn sang bên ấy hoa cau bên này rụng trắng sân nhà. Ồ, sao mình không hát ta? Anh thuộc không? Anh không thuộc lắm. Dạ. Nhưng mà thật ra đây là một trong những cái kỷ vật của biết bao nhiêu lứa đôi. Dạ. Biết bao nhiêu câu chuyện tình, biết bao nhiêu cuộc hôn nhân cũng từ trầu cau. Trầu cau là đầu câu chuyện ha. Dạ. Và ngày hôm nay trầu cau này nó có liên quan đến một mối tình. Bây giờ chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một cặp đôi liên quan đến trầu cau thưa quý vị. Đó là Thiếu tá Phạm Thụy sinh năm 1949, 75 tuổi và Thiếu tá Đào Thụy Mai Mốt sinh năm 1957, 67 tuổi. Họ đã kết hôn gần 50 năm. Wow. Yeah. Bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với hai cô chú. Xin mời cô chú ạ. Xin chào cô chú ạ. Dạ. Đẹp quá. Cô chú đẹp đôi quá. Dạ, mời chú ngồi đây ạ. Tuyệt vời. Con rót trà mời cô chú. Dạ. Nếu mà mình có tim trầu cau mời cô chú nữa. Trầu tem cánh phượng. Dạ. Mời cô. Cô cảm ơn. Dạ. Dạ, con mời chú. Cảm ơn cháu. Em mời anh. Mời em. Em uống đi, mình mời nhau thôi. Dạ mà. Vâng. Nói chung là mời uống trà xong rồi ăn trầu cau đi ha. Vâng. Em có bao giờ ăn trầu chưa? Em hồi bé em cũng ăn thử nhưng mà cay lắm ạ. Chúc mừng. Em mời anh. Chúc mừng ngày gặp mặt. Chúc mừng cô chú. Dạ, cảm ơn. À. Đạo quá. Mà uống là vậy đó. Thật ra ăn trầu á, ngày xưa ta nói ăn ngon lắm. Cũng có lần anh ăn thử rồi. Phải có vôi đấy. Đúng rồi, trầu cau rồi mình nêm miếng vôi vào đó. Vâng. Nó cay, nó đắng. Mà ăn cái hậu lâu lâu nó ngọt ngọt ha. Vâng. Chương trình Hôn Nhân Tuyệt Vời chào đón cô chú đến với đây ạ. Dạ. Chú đi bộ đội năm bao nhiêu tuổi? Chú đi bộ đội năm 17 tuổi. 17 tuổi. Chú vào binh chủng gì chú? Chú ở bên Hậu Cần. Hậu Cần. Trước khi vào tới miền Nam thì chú được về sư đoàn 5. Quân hàm của chú là gì ạ, thưa chú? Quân hàm chú là thiếu tá. Dạ. Chú là thiếu tá. Thiếu tá nhưng mà cái trần quân hàm của đơn vị chú chỉ là thiếu tá thôi. Dạ. Cô là quân hàm gì cô? Cô thì không quân hàm thiếu tá. Thiếu tá luôn. Ừ. Thế nhưng cô thì công tác tại Cục Hậu Cần, quân khu 7. Dạ. Dạ. Duyên nợ sao mà chú gặp cô? Cái năm khi hòa bình năm 75 thì chú năm 76 chú được về phép. Vâng. Về phép thì
tất cả là trong thôn trong xã đều anh em mình cũng về phép nhiều lắm, chứ là anh em tham gia chiến đấu trong này mà. Dạ. Đấy. Thì về ai cũng lấy vợ hết xong rồi đi. Chú về phép được có một tháng mà 20 ngày chú đi chơi hết, không có nói gì đến vợ con. Trong khi đó ông già mới thấy nóng ruột. Hiểu không? Bây giờ mới gọi chú đến nói chuyện. Bây giờ con cái người ta đi bộ đội về đều lấy vợ được hết. Bây giờ con mình ấy là đi chơi không nói gì vợ con. Đấy. Mà đúng đến tuổi chú lúc đó 27 tuổi rồi. Bây giờ bố hỏi thật, có vợ chồng năm rồi thì cũng nói thật, mà nó chưa cũng nói thật. Ông già nghi là nó có nghi là có vợ chồng năm. Nhưng mà chú có chưa? Thế mới nói thật, bà con nói thật là con chưa có. Chưa có gì hết. Thế thì phải giải quyết đi. Chú mới nói bây giờ bạn gái của con đến bằng tuổi hoặc là kém con 1-2 tuổi, bây giờ không còn ai. Đi lấy chồng hết rồi. Đi mình đi 10 năm mà. Đến 3-4 tuổi cũng không còn ai. Thế bây giờ chỉ còn lớp 7-8 tuổi thôi. Ông già nói. Rồi bây giờ thế này, lấy vợ thì gia đình chấm điểm cho. Ở trong thôn này có hai cô. Có hai điểm. Cô này là cô A và cô nữa là cô B. Thế cô này thì là ông anh của cô ấy cùng về phép với chú. À. Về phép ngày xưa là mỗi tỉnh có một cái trạm giao liên này để liên hệ, có đủ xe mới vào trong này được. Yeah. Đấy. Thế thì hôm đó bà rủ ông anh đi thì nhà có cô. Thế thì vô gặp cô. Dạ. Thế thì là nói chuyện các chị các bạn đi lấy chồng hết rồi, sao giờ em còn đây. Cô mới bảo các anh ấy là chê chúng em chân lấm tay bùn, có ai thương đâu mà lấy. Đấy. Chúng mới nói là thế bây giờ muốn lấy chồng thì có lấy muốn lấy bộ đội không, để anh giới thiệu cho. Thế là bắt đầu đấy cô. À, cô sao? Cũng nói vậy là cô nói sao? Cô thì cũng là vô tình thôi. Cô cứ tưởng là chú vào thăm anh trai cô đi cùng trong chiến tranh về thì vào thăm anh cô. Dạ. Thì trong khi đó mẹ cô lúc đó đi ra vườn tưới rau. Thì chỉ có cô với chú ở nhà nói chuyện. Thì lúc đó là chỉ có cô với chú thôi thì chú cũng thấy là thuận lợi. Là ở nhà thì bên gia đình nhà chú đã ý định là chấm cô với chú rồi, chấm rồi. Thế chỉ cần chú đồng ý thôi, chỉ cần hai người đó. Hai người đồng ý thôi, thế chú còn gia đình có tỏ tình mấy cô là anh đi lâu rồi, 10 năm rồi mà bạn bè anh đã đi xây dựng hết rồi mà. Ngày đó chú đi bộ đội rồi cô mới lên 7, lên 8. Chú về thì chú cũng khen cô là ở nhà em cũng trông lớn. Chú cũng khen cô là ở nhà em cũng trông lớn. Thế thì nhà cô với nhà chú lại sát nhà nhau. À. Nhà sát nhà nhau mà hiện giờ vẫn sát. À, mà nhà cô có một vườn trầu. Nhà chú có 5 cây cau. Sát nhà nhau y như vậy, cũng là vườn cau trầu và cũng là như dạng mùng tơi vậy đó. Hay quá. Thế thì cô cũng vô tình thôi thì cô mới lên cô tiếp nước chú thì chú mới hỏi bà anh đi đâu hả em, bảo dạ anh em đi chơi đâu á, thì anh cứ ngồi uống nước đi. Thế là không có ai, chú mới đi vào vấn đề luôn. Bây giờ anh về phép anh chẳng quen ai, thì em giới thiệu cho anh một người. Nếu mà giới thiệu không được thì chúng không nên phải đền đạ. Tức là cô không giới thiệu thì cô phải đền chú. Là chú như vậy, y như vậy với câu nói ngày xưa cô còn nhớ mãi, nhớ hoài. Thế thì cô cũng cười đỏ mặt lên thôi. Chú cũng đỏ mặt mà hai người cũng đỏ mặt, cũng chẳng biết nói gì hết. Chẳng biết nói một cái câu gì hết. Thì cái cặp mắt đã nhìn nhau là đã hiểu nhau rồi. Thế là hai anh em ngồi nói chuyện một lúc thì chú về. Thế là về ông bố mẹ anh mới hỏi vào, thế con đã vào gặp mai mốt chưa? Bảo dạ con gặp rồi. Ồ, thế là được rồi. Thế là mẹ cô mới nói là thế Thủy nó ngồi đây chơi lâu không con? Bảo dạ có. Thế từ đó một cái là hai người cứ hiểu nhau. Rồi bố mẹ vào nói chuyện với bố mẹ cô luôn. Thế là cũng từ đó là cô chú lấy nhau rồi mới thương nhau, mới yêu nhau. Từ lúc đó cho tới bao lâu thì mình mới dạm hỏi? À thế này, cô thì yêu nhau chỉ khoảng được có 10 ngày một tuần thôi. Thế thôi. Siêu nhanh ạ. Không, nói chung là không yêu. Cũng không có nói yêu gì luôn á. Là bố mẹ mới vào đặt là cái là bảo mùng 2 đám hỏi. Siêu nhanh. Mùng 2 đám hỏi thì 12 mùng 8 cưới gì đó. Nhưng mà chú này đi ra trạm về chú bị sốt rét.
Chú sốt rét trong là cái cuộc mà ăn hỏi mới cưới là hoãn lại. Lùi lại. Dạ. Thế chú có sốt rét thì chú nằm trên bệnh viện huyện. Thì cô có nên cô thăm? Cô có nên thăm? Thì gia đình rất là phấn khởi. Ừ, chắc là nó cũng thương thằng Tụy rồi đấy. Thì thôi, gia đình bên đó mới mượn người, mới bố mẹ vào nói chuyện với bố mẹ cô. Thì cũng định ngày thôi, nói chung là cũng chẳng yêu. Thế là mới chú. Thế cô mới chú. Thế bắt đầu nè. Phải. Nói gần nói xa chẳng qua nói thật. Dạ. Thì bây giờ anh muốn xây dựng gia đình với em thì em nghĩ thế nào? À, tỏ tình đó. Ừ, đó đấy, cho lời tỏ tình. Cô đó nữa. Dạ. Thế cô mới trả lời nè. Thế em còn phải suy nghĩ đó. Ừ, em còn phải suy đúng nghĩ. Đúng rồi, cô cũng có nói là để em suy nghĩ thì vài ngày em đấy. Trả lời. Thế. Tuần một tuần cô trả lời. Thế bắt đầu chú mới nói mà anh về phép có một tháng. Mà hôm nay phép đã hơn 20 ngày rồi. Thế thì bây giờ em vợ còn suy nghĩ, không biết suy nghĩ đến bao giờ. Thế tối nay được không? Tối nay ạ? Tối nay chiều. Cho bố mẹ vào được chưa đó? Tối nay được không? Mới được, tối vào. Tối vào ngồi nói chuyện với ông bà già. Xong rồi lúc chú về, cô mới chạy ra ngõ cô đón trước. Thế em bảo, em đồng ý. Thế, đồng ý thì một tuần sau cưới, chưa yêu đâu, chỉ mới thế thôi. Nhưng mà nói đúng là cưới xong rồi mới yêu. À. Thực ra một cái lời tỏ trước yêu sau. Tỏ tình rất là nhanh, gọn lẹ. Tối nay trả lời. Tối em trả lời. Xong rồi tối em ra đó anh trả lời, đồng ý. Rồi tiến hành đám cưới sau 10 ngày luôn. Trả lời là chú bắt ép cô phải trả lời ngay thôi. Thế nhưng mà thôi thì cô cũng cái hoàn cảnh một độ thì cô cũng thương. Thật ra cô cũng thích rồi, cô trả lời nhanh gọn lẹ. Cô cũng phải là cô thích mà lúc đó cô cũng có rồi chứ không phải là chưa. Nhưng mà cứ là tình bạn thôi. Nếu mà hợp duyên thì mấy chú cũng được. Chú cái quan điểm của cô là cô thích gần nhà thôi. Thích gần quá. Nhà thôi. Chứ thích sát nhà nhau. Nhưng mà chú có ấn tượng gì với cô lúc đó không? Có thì chú đẹp trai hay là ga lăng hay là gì dễ thương hay hiền hậu gì không? Thì chú mới về bộ đội về chú cũng đẹp trai trẻ lắm. Mà cô ngày đó cô mới có 17, 18 mà. Thế khi cô đi đăng ký thì nó chưa đến tuổi 18. Cái bác mà làm đăng ký kết hôn á, thôi cháu chưa đến tuổi đâu nha, còn mấy tháng nữa mới được. Mà đi đăng ký là cô với chú cũng không đi gần nhau đâu. Cũng phải đi trước đi sau chứ không được gần nhau đâu. Bộ đội ngày đó nhát lắm, mà cô ngày đó cũng nhát lắm. Chứ không đăng ký kết hôn khi lúc chưa tròn 18 luôn. Đó, thế lúc đó là cô bác ấy đùa cô là gây khó khăn thôi chứ cô cũng 18 tuổi rồi. Thì cô học thiếu mấy tháng đúng không? Cô học với con của bác đó. Thì cô vẫn xuống nhà bác chơi. Thế bảo sao cái mai này xong nó lại lấy chồng sớm thế, nó về nó kể bác kể mấy con bác á, bảo thôi bộ đội mà bố đăng ký cho các anh các chị đi chứ có thời gian nhiều đâu mà bố. Mà tao chỉ nói đùa thôi chứ đăng ký là tao vẫn đăng ký. Ủa lúc mà cầm cái giấy kết hôn là hai người đã nắm tay nhau chưa? Cưới rồi mới xin giấy kết hôn. À cưới rồi mới đăng ký. Cưới xong mới đăng ký hả? Thì bác ấy bảo thôi cứ cưới đi mấy giấy kết hôn sau. Đám cưới cô có rung không cô? Có không, sợ gì không? Tại vì cô cũng làm thanh niên thì công tác xã hội. Cô cũng đi đám cưới các bạn nhiều rồi. Mà cô mới chú đám cưới ngày đó cô nói thật là cô chỉ mặc cái quần xe ten đen với cái áo sơ mi trắng thôi. Mấy cái non ná đi về nhà chú. Ê, còn này chỉ có bó hoa như kiểu hoa dơ no huệ trắng ấy. Vâng. Thì ôm chụp hình với nhau ở trên thôi. Vâng. Còn thì đi chào bạn thì cũng không có đâu. Mà các cô ngày xưa đám cưới là cái chuyện các cụ đi thì với bố mẹ thì các cô không biết. Nhưng mà bạn bè của cô chú là chỉ có tặng phẩm bằng nón này, son này, nồi này rồi các thứ thực phẩm thôi. Chứ không có tiền bạc gì mà tặng cô chú. Dạ. Chỉ tặng bằng hiện vật thôi. Son nồi quấy bột sau này có con thì nấu cháo cho cháu này. Dạ. Rồi gối này, gối để nguyên cặp gối là cô có cả 10 cặp. Đấy, cô ngày đó cô cũng phong trào nhiều nhưng đám cưới cũng vui lắm. Cái đám cưới vui mà chú chẳng ra chào bạn gì, chú cứ đứng trong nhà. Thế cô bảo sao anh không ra trong nhà chào bạn, đông quá anh ngại lắm, chú khổ lắm. Mới đi bộ đội về nhút nhát lắm cháu ạ. Có gì lấy vợ rồi, cổ thì chưa 18 tròn, chú thì ngại. Rồi đám cưới xong rồi
Cái đêm tân hôn mình còn ngại gì không? Đến giờ không ngại. Đến giờ không ngại. Đúng không? Tình mới lại các con, mới lại giờ mới có hai cháu nè. Nói chung là không có gì hết đâu. Phải một tuần 10 ngày sau mới tình cảm thôi. Còn lạ lắm. Đến giờ không ngại. Đêm tân hôn không làm gì. Ngại lắm. Thì cô chỉ mong tới sáng thôi, khỏi cần ngủ. Mà sợ không chứ luôn ngại. Không có ngại lắm, cô sợ lắm. Đánh giặc không ngại mà lấy nằm với vợ ngại quá hả? Ngại lắm. Chú có nói gì không? Đêm có nói gì không? Cái đêm tân hôn chú có nói gì với cô không? Có tỏ tình gì không? Có chứ. Lần đầu tiên nằm ngủ với con trai em có sợ không? Cô sợ lắm. Sợ lắm hả? Trẻ con giờ đó nhát lắm, chứ không hiện đại như các bạn bây giờ đâu. Rồi có quay qua ôm không? Đám cưới xong rồi dọn dẹp xong có thứ rồi là lên giường quấn chăn như kiểu là mình là quấn gói á. Quấn chăn nằm bên trong cùng, bên trong giường này. Cô hả? Cái giường mà. Cô quấn kín mít chặt chăn nó luôn. Như con sâu. Như con sâu. Con sâu vậy. Rồi chú sao chú gỡ ra được? Chú mới kéo ra. Kéo luôn hả? Kéo cái mền cái chăn ra này. Cô cho không? Có cho không? Không cho nhưng cũng phải cho. Cô ngại lắm, tuy làm công tác xã hội đấy nhưng mà cô cái chuyện yêu đương là cô nhát lắm. Sau đó thế mình cưới nhau bao lâu thì mình hết ngại chú? Cũng phải cả tuần đó. Sau mấy ngày sau là quen rồi. Chứ không có gì đâu. Bình thường thôi. Nhưng mà sao? Cô chú đúng là nhất cự ly nhì tốc độ anh nhỉ? Cả quá. Hai luôn ấy, quá cả cự ly cả tốc độ luôn. Cái gì cũng nhanh hết á. Từ hôm hỏi ý kiến đồng ý nhau đến hôm cưới mấy thì ngày? Có hình như là một tuần hay sao? Một tuần à? Siêu nhanh. Rồi mình có con nhanh không? Không. Ai có con lại ba năm. Cái chuyện cơ con thì phải ba năm sau cô chú mới có con. Chú mới kể cho nghe này. Bởi vì một năm mới về hết một lần. Một lần. Đấy. Thì về được một tháng. Mỗi năm gặp nhau một tháng. Mỗi năm được một tháng. Ở trong này, quân đội lúc đó đó được một tháng. Bây giờ là có 15 ngày thôi. Như vậy tại sao tới 3 năm mới có con? Cô kể cho cháu nghe. Mới con. Anh thế anh bây giờ là anh kể lại tí lại. Thế bắt đầu năm sau nữa, năm đó năm sau về không có con. Năm sau nữa về cũng không có con luôn. Tới cái năm thứ ba. Đấy mới bắt đầu mới đưa bạn này vào ở cùng với chú để vào chơi thôi, vào chơi. Bà có bầu được 4 tháng chú ấy, mới cho ra đấy, đấy. Thế cơ mà chú cho ra là chắc ăn 4 tháng rồi chắc ăn thôi nhỉ. Cái này bà nói chung là cưới được 3 năm chú về năm nào cũng về 1 tháng, tháng rưỡi không có em. Không có em bé, thế xong là chú lại vào trong Nam thôi. Thế là chú mới viết thư về nói cho bố mẹ là thôi bây giờ hoàn cảnh con như vậy thì bố mẹ cho em nó vào đây thăm con chơi để có em bé đó. Nên là con cho một cái anh bạn của chú về dẫn cô vào. Thì chú anh ấy về cũng thuyết phục cô và bảo nó vui lắm, chị ạ, chị vào mấy anh đi, anh không về được thì em nhân tiện đây em về Bắc thì về phép thì em đưa chị vào. Thế là thế được rồi, để trong đó kèm cả thư chú viết nữa. Thế là cô mới xin phép bố mẹ hai bên mới cho cô vào. Thế là ông già bố đẻ cô á, cái thằng Thụy này nó lại tin bạn thế nhỉ. Vợ thì còn trẻ mà này, mới cưới mà dám bảo vợ bạn về dẫn vợ vào mất vợ thì sao. Thế là cô ấy nói là không sao đâu quả đó là bố, tại vì anh ấy cùng đơn vị mà cùng ban nữa thì con cứ đi vào. Thế ông già cũng không chịu, ông già bảo thôi bác cảm ơn con cùng đơn vị Thụy thì ăn cơm với các bác thì cứ ở đây chơi để về, để khi nào em vào trong Nam á thăm Thụy thì chú sẽ cho em nó đi cùng với anh trai. Là anh trai cô cũng về phép nên là anh trai cô mới dẫn cô vào. Thì vào đó ngày đó chú còn đóng quân ở ngã ba ông Đồn đấy, ở núi Ne á. Thế cô vào đó thì được một năm,
Thì 6 tháng đầu cô không có bầu, 6 tháng sau cô mới có bầu. Thì chú mới đưa cô về. 3 năm là chậm đó. 3 năm. Dạ. Mà cô ít gặp nhau quá. Ít gặp. Người ta về phép có bởi vì mấy ngày ta cũng có con rồi. Bởi vì nó không có con thế này. Bởi vì nó xáo trộn đi. Thấy chưa? Xáo trộn. Nó bình thường này, đang bình thường này. Có chồng về, nó xáo trộn đi. À, nó không bình thường nó thế là bình khí ổn định. Không phải bộ đội mới ở trong rừng ran yếu. Bộ đội mới ở trong rừng ran yếu. Có thể là như vậy. Có thể do sốt rét quá. Sốt rét đấy cháu. Hơi yếu. Thế là khi chú nói gì khi ổn định không? Cái nói chuyện khoa học khi nó ổn định lại thì mình ổn định gì? Mình đã đi ổn định thì chắc phép rồi. Thật ra cho giống như con nói đúng đó, bộ đội trong rừng mới ra hơi yếu, sau đó ổn định rồi mới khỏe lên. Ổn định thì lại phải đi. À, phải đi. Cái khổ. Cô nói thật này, cái này giờ có con có các con thôi. Thế khi cô vào đấy, anh em trong đơn vị cũng biết là hoàn cảnh mình như vậy, không phải một mình cặp cô mà còn nhiều cặp cũng giống cô như vậy. Cũng mẹ nhưng các anh y sĩ, bác sĩ ở đơn vị đấy cũng chăm lo và cũng hiểu cái hoàn cảnh như vậy. Nên là các anh ấy phải chích cho nó khỏe thì mới có con được. Phải chích luôn hả? Ừ, chích testosterone mới có con được. Thế cô ở đất 6 tháng mà chưa có bầu em thủy kia. Nó bằng cái ông tim của mình đấy. Testosterone. Thế là bác sĩ cũng hiểu nhau, anh em bộ đội này như vậy. Rồi cô chú được mấy người con? Dạ, cô cảm ơn con là cô được 2 người con. Một gái một trai. Em gái là sinh năm mấy? Em gái sinh năm 79 kia. Em trai kia thì kia cả vợ em và cháu nội cô kia. Dạ, vậy là có trai gái đầy đủ rồi. Có gái trai thôi. Hơi chậm nhưng mà chắc. Vâng. Nhưng mà đẹp luôn á. Đúng đẹp, đẹp quá đẹp luôn. Đây là lúc mà cô có em bé là cô đã ở chung với chú rồi. Đâu có xa cách gì nữa đúng không cô? Đâu, vẫn xa chứ. Vẫn ở xa. Vẫn đi. À, có bầu xong là về. Đúng khi rồi. Em thấy nó được 1 năm thì chú về. Nó cũng không theo chú. Tối vào ngủ với cô thì em kia nó cứ đi ra, đi ra. Đuổi. Không cho ngủ, nó đuổi. Bây giờ nó ngủ mới được ngủ với con. Ông bà lại đi lên ngồi chơi với bố mẹ. Nó ngủ, Thủy nó cứ đuổi bố đi ra không được ngủ với nó. Nó lạ mà. Dạ. Sau gần đi rồi thì nó mới quen. Dạ. Nó mới cho ập, cho bé. Bao giờ cô chú mới sum họp chung một nhà? Cuối năm 76 mà đến năm 84 cô mới vào đây mới sum họp. Ôi dồi ôi, gần chục năm xa nhau. Cô ở nhà cô vẫn làm dâu bố mẹ và cũng chăm sóc bố mẹ, vẫn chung thủy với chồng. Là cô một mình nuôi con luôn? Một mình nuôi em. Vừa nuôi con mà vừa làm dâu. Vâng. Xuất sắc luôn. Vừa cái gì cũng phải làm. Mà chỉ sợ mang tiếng phải chung thủy với chồng, không để tai tiếng gì. Mà lúc đó bộ đội họ đóng ở quê cô, mẹ cô là hội mẹ chiến sĩ đấy. Cũng cái sân nhà cô rộng nó cũng mang về làm bếp nấu cơm cho các anh bộ đội ăn. Thì các anh cứ hiểu cô, chú có một người em gái nữa. Cô Phượng ấy, cũng bằng tuổi cô thôi, cô hơn có 1 tuổi thôi. Họ cứ hiểu cô Phượng là con dâu, cô là con gái. Nhiều người cũng tỏ tình yêu cái này khác. Thế cô bảo không phải đâu, mình là con dâu, Phượng mới là con gái. Các đồng chí đừng có gì, còn mình làm công tác chi đoàn thì vẫn sinh hoạt bộ đội với lại quân dân thì vẫn hát hò, vẫn không có gì, nhưng mình là con dâu đấy. Thế đừng nói đùa với mình nhiều quá thì nó không hay. Các cụ ở ngoài đó nghiêm lắm, ngày xưa nghiêm chứ không nghiêm bây giờ. Đúng quá chứ mà gọi là yếu yếu chút là cũng mệt lắm á. Cô sợ mong tiếng đó. Dạ. Rồi cô chăm con một mình vừa làm dâu, có tuổi thân không cô? Cô không. Cô lúc đó cô đảm đang lắm, mà cô còn có bắt cày tay dông trâu nữa đó. Rồi. Ngày đó cô trẻ mà cô hay làm lắm. Nông nghiệp. Cô làm nông nghiệp. Vừa làm công nghiệp thì cô cũng làm tham gia thanh niên chứ thôi, phong trào trước đó thì chồng đi vắng rồi thì mình làm dâu phải chịu thôi chứ giờ đã bỏ nghề kế toán rồi. Không làm nữa. Mỗi mà lần... chuyển ngành xin cho cô ở làm kế toán, cô bảo thôi giờ lấy chồng là không dám đi đâu nữa, chỉ ở nhà chăm bố mẹ chồng mới này chung thủy với chồng, không sợ mang tai mang tiếng. Rồi thấy thương không? Rồi mỗi lần nhớ chồng làm gì cô? Nhớ chồng thì thức thôi, thức thì xong lại ngủ. Thức thì cứ nghe đài ngôn tiếng thơ đó, cứ nhớ chồng thức, hết nhớ chồng ngủ. Nghe là cái gì? Rồi lúc đó tiền bạc đâu cô lo cho hai con cô? Tiền bạc thì ngày đó nó hiếm lắm cháu ạ, không có tiền đâu, chỉ có làm để nuôi con, tiền bạc cũng chẳng có bao nhiêu. Thì khi mà đưa em vào đây thì một đứa 4 tuổi, một đứa 2 tuổi thì vào đây đã kết hợp có chú rồi. Không, trước đó đó, trước đó. Trước mà lúc mà chú chưa, cô chưa vào đó, chú có gửi chưa tiền vào. Gì về cho cô nuôi con không? Chú có gửi về mấy đệ nhu yếu phẩm.
đường, sữa rồi xà bông. Tiền thì ít lắm. Tiền thì ít, bao cấp thì ít lắm, không có tiền đâu. Nhưng cô đã có bố mẹ hai bên, bố mẹ nhà cô bên này thì khá, thì cũng được, thì bố mẹ bên ông ngoại bà ngoại đó chăm lo và suốt ngày chăm cháu, và ông bà bế cháu và cho cháu ăn. Có bà chị lúc đó chị cũng chưa xây dựng gia đình nên chị chăm cháu phụ cô. Còn bên nhà anh ấy thì ông bà lớn tuổi rồi, cô lại đi thất ni, chú đi thất ni, chỉ có hai ông bà đó. Cô cứ bế qua nhà này qua nhà này suốt ngày như vậy. Hai nhà gần nhau lúc này mới thấy tiện. Hai nhà gần nhau. Vậy thì lúc đó kinh tế không có gì không, hay gì hết. Chả bây giờ cô có tiền trong túi. Chú có gửi về đồng nào thì gửi, là cô cũng việc gia đình hết. Hay nha, không có tiền trong túi mà vẫn lo hai người con. Vừa làm dâu coi như tất bật. Cô đảm đang quá. Dạ. Cô làm dâu 9 năm này cô mới vào trong này mà. 9 năm này cô đưa cháu vào trong này thì cô mới chú ở riêng. Cô đi ông bà không muốn cho đi đâu. Ông bà còn giận á, ông bà mới nói là con vào đó thì xa bố mẹ, ở nhà con có thiếu thốn gì đâu, con cái gì con cũng làm được. Cô cũng động viên mà thôi thầy mẹ, con bây giờ thì con ở đâu cũng được, nhưng con nghĩ cái tương lai cho các cháu. Cái thứ hai là mỗi lần anh ấy cứ về phép tiết kiệm cũng hết tiền rồi, không còn cái gì nữa nên chẳng làm gì thôi. Cha mẹ cứ thương con cho con vào mấy cháu. Mới đầu thì bà để dẫn con đi vào mấy ba bố cháu, con ăn cơm mấy thịt ở nhà, ăn cơm mấy bà chỉ ăn cơm mấy cá thôi, mẹ chồng nói vậy. Tới khi cô mới đưa hai em vào thì Khánh Viên nó mới có 2 tuổi, Thủy 4 tuổi. Thế từ đó thì cô mấy chú này vào đây lập nghiệp hai bàn tay trắng. Nhưng mà lúc đó đó chú, lúc mình đi bộ đội đó, hai đứa con ở nhà rồi, cô ở nhà rồi, còn bố mẹ ở nhà nữa, chú lương chú có đủ gửi về không? Chú làm gì để tăng gia sản xuất có thêm tiền bộ đội lúc bộ đội lúc ngày cái ngày bao cấp á. Dạ. Thì cũng lương trả bao nhiêu. Lương bộ cấp bao nhiêu thì là dè xén lại gửi về cho cô ít một tí tí thôi, chứ còn chủ yếu là nhu yếu phẩm phát. Thì hàng tháng hàng quý đó thì chú cũng không có dùng đến mà gửi về cho thì có con thì chú mới gửi đưa hợp em hết cho đấy. Chú nhưng mà không có tiền đâu, kể cả cô đưa hai em ở đây cũng vẫn còn bao cấp mà thì đó hả? Không có tiền đâu, không có một cái gì đâu. Thế thì đấy, vào nhà nước cấp nhà cho cái nhà khu gia binh ở Hoàng Hoa Thám đấy. Thì ngày đó cô cũng ở nhà cô làm thì cô cũng mang được ít tiền, thì cô mới bán những cái sản phẩm cô làm ra, làm lúa cô? Thóc, lúa thóc. Thì vào đây cô mới họ cấp đất cấp nhà này, cô cũng làm nhà được. Chứ Tôn Thành thì lúc các em đi học cũng còn bao cấp khó khăn lắm. Rồi cô làm gì có tiền? Vào đây cô đã đi làm nhà nước rồi. Đi làm nhà nước rồi thì trong khi nó lương bao cấp, hai vợ chồng cũng chẳng được bao nhiêu. Thì các em ngày đó nó học cũng không hết bao nhiêu tiền. Đó, là như vậy. Nó không có bao nhiêu tiền đâu. Cô nói chung là cố gắng vượt mọi khó khăn. Đó. Đây có cái hộp này. Cô chú có thể mở ra để xem trong này là gì ạ. Dạ, đây là một chút kỷ vật sẽ gợi nhớ đến những cái ngày tháng xa xưa ấy. Cái này à? Dạ. Đó gì chú? Đó, cái đèn dầu. Đèn dầu. Đèn dầu của quân đội, của quân giải phóng ngày xưa. Dạ. Nha, đây này. Chú ở trong vùng khắc chữ này. Vâng. Sẵn sàng chiến đấu. Nó quân khí ta khắc, ta cấp cho từng người mỗi người một cái để đeo. Đây. Rồi thắp lên. Ồ. Đây. Đây, bật thế này là bất cứ lên. Dạ vâng. Đây là mình bên dưới là dầu. Đấy, à. Này. Đấy, thế là bất cứ lên. Xong rồi châm lửa ở đây đốt. Dạ. Để mình đi xem nào. Rồi còn gì tiếp nữa? Thôi đừng đốt chi. Ông có mang à đây cái lá đây rồi. Cái lá. Cái đèn của chú, cái chú. Đèn dầu đi đêm nha. Đi gió không có tắt đâu. Cầm như thế á? Cầm như thế này đi đó, vâng, đi vâng, đêm. Vâng, vâng. Đấy. Thì gió không tắt. Gió có thổi này thì dính cái này rồi nó ngược lại. Nó không có tắt được cái đèn này. Hay thế. Gió phải gió to nó mới tắt. Vâng. Gió to cái này đứa này thì nó mới tắt, còn gió bình thường không tắt. Trong rừng đấy, trong chiến khu. Thậm chí mưa nhỏ cũng không có tắt. Dạ. Mưa lớn thì không xài được. Lần đầu tiên con nhìn thấy cái đèn như này. Đấy, để dạ. Để đi nè, mỗi tối đến không đi nè. Dạ vâng. Với thứ hai nữa là khi là máy bay đến thì tắt nhanh. Vâng. Tắt nhanh nghe tiếng một cái là đã tắt đèn rồi. Dạ. Đấy. Bởi vì trong chiến khu thì rừng núi âm u này. Vâng. Bây giờ
nghe máy bay xa thì máy bay không thể nhìn thấy được bởi vì lá cây nó che. Chỉ có gần thì nó có thể soi được mình. Rồi cái này là đến phần của cô. Cái kỷ niệm này của cô là cũng là 50 năm nay. Cái hồi mà cô cưới nhau á, ngày xưa người, các bạn chỉ có tặng gối đôi với gối rời từng đôi mà thôi. Thế cô mới để lại một cái cô làm kỷ niệm. Mới lại cái bạn đó bà tặng luôn cái này, bảo em tặng anh chị cái khăn màu tím để chị luôn luôn giữ cái chung thủy, màu tím là chung thủy mà chị. Thì em tặng anh chị. Thế là cô cứ giữ từ ngày đó đến giờ. Ngày xưa cũng 50 năm rồi đó. Ủa sao không thấy gì cô? Không thấy gì của chú tặng hết trơn trời. À có, thì bây giờ cô nói này. Dạ. Khi cưới xong á, bây giờ cô mới tiết lộ ra mà bây giờ con nó cũng mới biết. Dạ. Nha. Thì nói chung là các cô ngày xưa đám cưới đấy là không có một cái gì bố mẹ cho đâu. Mà chú cũng không có cái nhẫn gì hết. Dạ. Thế cái hôm đó trời mưa thì không đi làm được, mới ở nhà hai vợ chồng nằm ở phòng mình á. Thế chú mới nói là cưới em mà anh không có cái gì anh tặng em. Thế anh ấy mới rút cái chứng minh thư ra, có một chỉ vàng. Thế là chú mới tặng cô. Thế cô mới nói bảo sao đám cưới to như vậy mà bố mẹ mẹ sắm chăn gối cho mình, mà chăn bông gối nệm mà sao anh không đưa cho mẹ để mẹ bán no cho mình. Thế là anh mới nói là thôi mẹ no được rồi thì để bố mẹ no, còn hôm nay anh tặng em một chỉ vàng. Wow. Chỉ vàng đây thì cô cũng chẳng bán mà cũng chẳng làm gì, cô để từ ngày đó đến giờ. Thì ngày đó cô ở nhà cô mới lấy cái chỉ vàng này đi, vàng ngày xưa nó tốt lắm, nó dẻo lắm. Cô mới đánh ra đôi vòng tàu, cô đeo. Cô đánh đôi vòng tàu cô đeo, đó là cái kỷ niệm vàng cô xưa. Chú cưới đấy. Một chỉ đây. Vàng ngày xưa là một chỉ. Một chỉ cô đánh được đôi vòng tàu đấy. Bao nhiêu chú? Một chỉ ra ngoài nhiều đó, nó ra hai cái vòng nó đó. Mà xưa mua nhiêu chú nhớ không? Chú mua một chỉ lúc đó. Nào đúng ra chú không mua. Thì cái chú thuộc quý này nè, chú bảo anh ơi, em bây giờ em cần tiền mà chưa có, anh có 20 ngàn không? 20 ngàn tiền mới của mình đấy, 20 ngàn tiền mới của mình ấy. Anh cho em mượn, hôm nay em có thì em trả anh. Thế nó mượn, anh có đây. Thế là lâu lắm, lâu cả năm á, nó không có, nó không trả. Thế nó bảo anh ơi, em nợ anh 20 ngàn, nhưng mà bây giờ anh thông cảm cho em là em không có tiền, không có 20 ngàn, mà em có một cái chỉ vàng này tương đương với 20 ngàn đấy, thế thì anh nhận giùm em. Thế thì bảo thế cũng được. Thế wow. Thế là có cái chỉ vàng đó. Ngày đó có 20 ngàn. Giờ cô vẫn giữ 20 ngàn. 20 ngàn tiền giải phóng. Bây giờ là 8 triệu, 7 triệu mấy, gần 8 triệu. Đó, tăng lên bao nhiêu lần rồi? Quá trời đất, luôn tính đi 20 ngàn. Và giờ gần 8 triệu là bao nhiêu rồi, nó tăng kinh khủng rồi đó. Kinh khủng. Mà khó khăn mấy cô cũng không bán. Cô kỷ niệm đến bây giờ. Sau này cô có về già thì cô cũng cho các con hết. Các cháu hết thì cô cũng không bán đâu. Khi sau này cô đi về, chú mới về phép mà cô mới đi làm việc. Chú mới tặng cô một cái đồng hồ này. Thì bảo là bảo đồng hồ Senco Phai. Ngày đó nó cũng trị giá một chỉ vàng. Oren, cái đó Oren. Thì cô không biết, nhưng bạn bè này bảo Senco Phai chị ạ. Bảo ta chả biết, anh cứ tặng chị này chị cứ dùng. Thì cô đi làm việc cô có đeo từ cái đó, rồi cô cất đi cô cũng chẳng bán và cũng chẳng cho ai. Thế thôi. Tuyệt vời quá. Đó là những kỷ vật không bao giờ quên được, những kỷ vật cũng không thể bán cho ai hết. Mà đó là kỷ niệm, kỷ vật của cô chú. Kỷ vật của 50 năm sống với nhau. Chúc mừng cô chú ha. Trong tình yêu thì chắc chắn có đôi khi nó xảy ra những cái mâu thuẫn, có cãi nhau á. Vậy thì cô chú có những cái trận cãi nhau hay là mâu thuẫn gì lớn trong cuộc sống không cô? Cô xin phép các cháu là cô với chú thì không có gì là cãi nhau mà lớn. Không có kể cả sai nhau và gần nhau mà cũng không giận nhau được 5 phút. Ôi dồi, thật đấy ạ. Chú là chú rất là hiểu biết. Chú là con người hiểu biết, dù cô có sai thì chú cũng nhận về phần chú. Chú không giận cô, không, từ trước là sống 50 năm cô với chú chưa giận nhau một ngày một giờ nào hết. Trời ơi, đó nhiều lúc cô còn nhõng nhẽo lên để cho chú giận. 48 năm thôi. 49 năm thôi. Nói mà đúng. Cô này cô hay làm cơ. Cô sau khi cô làm ở xí nghiệp may đó cháu, là quần áo sĩ quan, tướng tá là cô làm được hết. Cô may được hết. Thế nhưng cô về cô tham lắm.
tối cô vẫn ngồi may đến 12 giờ. Thế chú mới tắt điện đi. Thế cô mới nói là thôi đồ gấp thì để em cố gắng tí thôi, ngày mai người ta khách đến lấy không có cái em trả thì em không hoàn thành nhiệm vụ thì em mất A. Thế anh lại nói được, chú lại nói được A thì anh cho A. Còn không, anh cho A là một phần, nhưng còn cái phần em thi đua ở đơn vị nó khác. Thôi Thảo bát đảm đang quá. Ừ, thế cô may. Còn mà chú cũng thương vợ chứ, khỏi làm A là anh cho A luôn. Thì anh cũng, chú cũng nói vậy, chú bảo khỏi A đi, A thì anh cho A. Và anh cho thì em nhận, nhưng mà em còn cái thi đua. Chú là sếp lớn mà hả? Mất A tháng này, mất A quỹ, mất A 6 tháng đầu năm, mất A cả năm là đã mất bao nhiêu tiền thưởng rồi. Mới không hoàn thành nhiệm vụ. Bây giờ thì cô chú đang sống với người con nào? À, cô chú mới sống với em trai. Trai kìa. Hai người con chắc trai. Là mình mời con gái đi với chồng có gia đình. Chồng cùng vui với một gia đình. Hai cũng giáo viên. Dạ, mình mời. Mời cả gia đình mình ạ. Đây chị cả đúng không ạ? Rồi, dạ, chị con gái. Em mời chị ngồi đây. Dạ. Rồi, mời các bạn vào đi. Bạn ngồi đi. Bạn ngồi đây. Ôi, đáng yêu quá. Chào con. Đây. Chào con. Ờ. Các anh chị ngồi đi ạ. Đang đó cũng được, cầm đó hài lắm. Chào bố mẹ. Bố mẹ cảm ơn hai con. Anh chị ngồi đi ạ. Rồi, chú cầm cây tùng này. Cây tùng này là ý nghĩa là sống thọ như cái tùng, tùng cái bách, đúng không? Vâng, tuyệt vời quá. Bây giờ mình nghe bố mẹ kể câu chuyện tình trong năm của bố mẹ thì có cảm xúc thế nào ha? Nghe câu chuyện của bố mẹ với lại chứng kiến cái việc mà cách sống và cách đối nhân xử thế của bố mẹ hàng ngày á, thì em lấy bố mẹ làm tấm gương cho mình noi theo, chung về cách sống lương thiện nè, sự chung thủy nè. À, biết nhẫn, biết đủ và biết ơn. Dạ, nhân đây tụi con cũng cảm ơn bố mẹ đã sinh ra chúng con và tặng cho chúng con một món quà lớn nhất. Đó là hạnh phúc của bố mẹ. Đó là hạnh phúc của bố mẹ. Em trai nói gì cho mẹ đi. Thì qua những câu chuyện của bố mẹ kể thì em cũng thấy rất là tự hào vì bố và mẹ đã góp một công sức cho đất nước và công sức cho gia đình rất là nhiều, và em cũng sẽ noi theo những cái đức tính, những cái tinh thần đó của bố mẹ để cuộc sống để cho mình càng ngày càng tốt đẹp hơn. À, tuyệt vời quá. Và hôm nay cháu biết là chú có một món quà muốn tặng cô nữa đúng không ạ? Vâng, cháu xin phép cô nhắm mắt lại để cho chú lấy ạ. Đây là món quà đặc biệt mà chú đã chuẩn bị để tặng cho cô ạ. Rồi, mời cô. Anh tặng em một bông hoa. Mong ước em luôn luôn tươi trẻ và xinh đẹp như bông hoa. Và làm tốt công việc của gia đình và chăm sóc cho anh và các con là tốt. Cảm ơn anh, cảm ơn các con, con gái, con trai, con dâu và cháu nội, cháu ngoại luôn luôn quý ông bà, ngoan ngoãn, học giỏi, nghe lời cha mẹ và nghe lời ông bà để gia đình mình một ngày được tốt đẹp hơn và hạnh phúc hơn. Cô chú cũng cảm ơn chương trình, cô và gia đình nhà cô hôm nay rất là hạnh phúc. Mà cái này cô còn lan tỏa về quê, về anh em và bạn bè. Và hôm nay vì là chú đã tặng cô một bông hoa nên là cô có tặng chú một bức thư đây ạ. Là cháu xin phép được đọc to bức thư này lên cho cả gia đình mình cùng nghe. Bức thư của tương lai gửi về quá khứ, gửi anh của tuổi 27. Anh thương nhớ hôm nay trời lạnh lẽo, mưa dầm, ở quê nhà làm em nhớ anh nhiều. Anh yên tâm công tác nhé, em sẽ chăm nom nhà cửa và chăm sóc bố mẹ. Tuy công việc đồng áng và xã hội bận rộn, nhưng em và gia đình luôn nhớ về anh. Đêm nhớ, ngày nhớ, em làm gì cũng nhớ anh. Em sẽ luôn là hậu phương vững chắc để anh hoàn thành nhiệm vụ, cho dù hôm nay, ngày mai và mãi mãi về sau. Lời của em thì ít, nhưng tình yêu em dành cho anh thì rất nhiều. Yêu anh.
Quá trời. Rất là tự của cô. Thôi, nhưng mà chú viết cho cô rất là hay. Cô chú ngày xưa học cũng giỏi văn lắm. Một tuần mỗi khi cô nhận được hai lá thư kiểu nó tuần này nó chưa tới là tuần này nó tới. Đêm nhớ ngày nhớ làm gì nhớ. À. Chú cầm đi ạ, cái đấy là cô tặng chú đấy. Biết lớp trẻ giờ có viết thư vậy không chứ? Lãng mạn quá thôi. Dạ. Rồi chúc cho gia đình chúng ta mãi mãi hạnh phúc như thế. Dạ. Chúc cho tất cả mọi điều may mắn tốt đẹp đến gia đình chúng ta. Chúc cho mấy cháu mạnh khỏe. Dạ. Dạ. Cảm ơn chú ạ. Dạ. Công tác tốt. Con có nói gì với nội không? Dạ là con chúc ông bà sống lâu trăm tuổi cùng với con luôn luôn hạnh phúc. Ông bà cảm ơn con. Cô chú là mãi mãi hạnh phúc bên nhau và quan trọng nhất là có thật nhiều sức khỏe. Dạ, không bằng cái gì bằng sức khỏe. Vâng ạ. Rất là cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho gia đình cô được hạnh phúc cái này mà được lên truyền hình kỷ niệm lưu giữ mãi đấy ạ. Thì cô cũng thấy là cảm thấy là gia đình hạnh phúc mà cũng xứng đáng vượt qua mọi khó khăn. Dạ, tuyệt vời. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình. Thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng chờ đón chương trình Hôn Nhân Tuyệt Vời được phát sóng vào lúc 21 giờ 10 phút thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7 ạ. Còn bây giờ thì Thanh Vân và Quỳ Linh xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại.